Từ đầu tháng 9 đến nay, gạo ST25 bất ngờ tăng giá mạnh, riêng gạo ông cua ST25 tăng đến 3.500 đồng một ký. Trên website gạo ông cua, gạo ST25 ruộng thường là 222.000 đồng một túi 5 ký tức 44.400 đồng một ký, gạo ST25 ruộng lúa tôm là 237.500 đồng một túi 5 ký, tức 47.500 đồng một ký. Còn tại một số đại lý gạo ông cua bán giá khoảng 40.000 đồng một ký đối với ST25 trồng ruộng thường và 43.000 đồng một ký đối với ST25 trồng ruộng lúa tôm. Do giá gạo ST25 tăng quá mạnh, một số đơn vị bán lẻ đang phải tạm ngưng kinh doanh mặt hàng này, chờ giá ổn định.